Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em lại được trồng mì trên một cái đám, cứ gọi là cái đám đất là trên bến dưới thuyền các bác kìa. Đấy, trên bến dưới thuyền, dưới kia là dòng sông Đắk Bờ La. Hôm nay là rất là sung sướng được thuê một đội quân của anh em ở treo neo ở Con Rẫy. Đấy, hôm nay là đội quân này là mình phải đặt hàng lâu lắm rồi thì hôm nay mới xuống được. Và các bác có thể thấy rằng các bạn này trồng rất là ok nhá, rất là ngon. Cuốc mà giống như kiểu là nên thẳng hàng hết các bạn này. Đấy, thẳng hàng. Và cây mì của mình thì mình trồng, mà mình hướng dẫn cho anh em thì anh em trồng rất là ok luôn. Vâng. Và nhân đây ấy, thì là mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn biết luôn nhá. Trồng mì như thế nào là đúng kỹ thuật, trồng mì như thế nào là đúng cách. Đấy. Để các bác có thể thấy nè. Em không nói thì các bác có thể nhìn sơ này. Thứ nhất là hàng, thẳng hàng này. Đấy, cây cách cây nó đều nhau các bác nhá. Đều nhau. Trồng thì đừng trồng dày các bác nhá. Trồng đừng trồng dày. Trồng thưa thưa ra tí. Quy cách từ cây này sang cây này nó nằm khoảng 70. Đấy, cây này đến cây kia 70 đã là được. Hoặc là 80 cũng ok. Giống đây là giống mì HN1 các bác nhá. Giống mì HN1 kháng khảm. Vâng. Thế thì em làm một video này thì là một, cũng là một cái video khởi đầu luôn các bác nhá. Để mai mốt em có, nó có cái thời gian nào đấy là em sẽ ra em báo cáo với các bác từng giai đoạn một luôn. Rồi. Thế thì nhìn sơ qua thì các bác có thể thấy nhá. Đấy, trồng mì đúng kỹ thuật là gì? Là bỏ hom đúng một chiều các bác ạ. Vâng. Ví dụ như đầu đây là dốc đúng không ạ? Đầu đây là dốc thì cái đây là cuối thấp thì mình bỏ cái gốc nó ở xuống dưới. Đấy, còn cái ngọn nó ở phía trên đây. Ngọn ở phía này. Và một thoạt qua thì các bác có thể thấy rằng là đây. Đây. Đây là ngọn này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy nhá. Cái mắt của nó đây này. Đó. Cái mắt nó đây chính là ngọn. Và đằng sau mắt đây chính là gốc. Vâng. Đấy. Vậy thì mình cuốc cần phải cuốc là hai cuốc. Một cuốc thứ nhất là bỏ cây, một cuốc thứ hai là bỏ phân. Các bác có thể thấy không? Các bác có thể nhìn thấy không? Đây là mối này. Đấy, mối đang tấn công. Nhưng cái hom của nhà em thì đã được ngâm combo kích rễ của nhà em sáng chế ra rồi nhá. Nên là không sợ nha các bác nhá. Không sợ mối ngâm hom, mối nó sông hom. Này, các bác có thể thấy này, mối rất là nhiều. Chính vì vậy là mình đã sinh ra một cái bộ sản phẩm mà kích rễ để chống mối và chống nấm luôn các bác nhá. Chống nấm luôn. Vâng. Đấy. Các bác có thể thấy đi, này như vậy nhá. Mình bỏ phân cùng một chiều các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là gốc này. Thì đằng này các bác cũng phải là gốc nhá. Đằng này cũng gốc. Nhưng mà các bác đừng có gốc như thế kia xong là cái gốc của mình lại quay như ngược trở lại như này. Các bác hình dung không? Các bác sẽ quay cái gốc nhìn lại như này là không được. Đấy. Cho nên là trồng là phải trồng một chiều. Ví dụ gốc là nó ăn ở đây, đúng không ạ? Ra củ ở đây. Thì cái gốc này này nó ra củ ở đây. Đấy. Rất là chi tiết nhá các bác nhá. Vâng. Thế còn các bác sẽ hỏi là mình dùng phân gì để bón nót? Thì em về báo cáo với các bác như này. Cái phân mà để bón nót á là cái phân là 5138S hoặc là 513 cộng với TE. Ở đây nhà em dùng cái loại 513 cộng TE. Em có cộng với siêu to củ thần điền Baro, em có cộng với Chico Humic các bác nhá. Để làm gì? Để phòng chết héo. Đấy. Có Chico thì để nó làm cho cái bộ nấm ở đây của nhà mình này, cái hệ rễ của mình nhà mình ở đây này, nó sẽ không bị cái nấm Phytophthora và Fusarium tấn công, nó làm chết héo cây mì các bác nhá. Đấy. Hom thì các bác cũng phải chọn được cái hom to to tí nhá. Đấy. Đừng có bé quá. Vâng, ít nhất phải từ đây trở lên. Từ đây cho đến cỡ đây. Đấy. Cho đến cỡ đây các bác nhá. Vâng. Đấy. Thì chắc là nói như vậy thì các bác hình dung được rồi đúng không ạ? Đấy. Cầm một bất cứ một cái nào lên thì các bác cũng thấy được là đây là ngọn và đây là gốc. Vâng. Và gốc thì phải có phân. Khi rễ ra đây, nó cần lúc nào nó đói thì nó sẽ tiết nó ăn ở đây các bác nhá. À. Trồng thì các bác cứ trồng thưa, trồng cố gắng trồng theo hàng. Và với đất đồi thì các bác không có trồng máy được. Thì các bác phải cho con người vào. Và con người thì các bác chỉ cần nói sơ qua thôi các bác nhá. Sơ qua thì họ làm rất là dễ. Vâng. Họ rất làm rất là dễ. Nên là chịu, các bác đừng có sợ. Sợ là mình không biết bỏ cái mì. Nhưng mà em nói sơ qua các bác ở đây thì các bác làm rất là ok. Cho nên là cái video này em muốn hướng dẫn cho các bác luôn. Vâng. Để các bác sẽ làm sao để cho nó hiệu quả. Khi mà cái tỷ lệ của mình phân bố đều các bác nhá,
đều ra rồi thì cái năng suất của nó lúc này nó sẽ tăng được. Vâng, cộng với các bác cho phân bón hợp lý, rồi là sau trồng xong đắp lại các bác nhá. Đấy, đắp lại thì khoảng 2-3 ngày sau đất đủ ẩm thì là mình sẽ làm gì? Mình sẽ phun thuốc diệt mầm cộng với cỏ già luôn các bác nhá. À, khi trồng mì thì các bác cố gắng làm sao á, cứ phải để cỏ nó lên một tí ấy. Đấy, cỏ nó lên một tí các bác trồng mì. Đấy, vậy các bác phun lại một lần nữa, coi như là các bác làm cỏ được lần đầu tiên nhá. Đừng trồng khi là cái cây mì nó lên thì cái lá cỏ này nó cũng lên. Như vậy là lúc này là mình phun thuốc với, bằng cái loại thuốc cỏ cho nọc hiện tại bên em cũng có. Vâng, nhưng mà nó rất chi phí rất là đắt. Đấy, em sẽ làm được một đợt cỏ đầu tiên, được một cái đợt cỏ đầu tiên bằng cái mà mình chờ cỏ nó lên, sau đó là mình tưới trồng mì. Đấy, đồng thời lúc này là đất nó đủ ẩm các bác nhé, đất nó đủ ẩm thì mình phun thuốc diệt mầm nó mới hiệu quả các bác ạ. Đấy là một cái chi tiết như vậy nhé, em nói rất là chi tiết. Còn bác nào có ý kiến gì, còn có bình luận gì các bác cứ để lại phần bình luận. Còn bác nào mà bắt đầu khởi nghiệp thì các bác có thể xem video, xem đi xem lại, xem kỹ nhá. Và mình sẽ làm luôn được cho thành công. Thì em xin thông báo với các bác, em xin chia sẻ với các bác này. Cái hom ở đây này các bác này, thì mình cắt khoảng là 12 đến 15 phân các bác nhá. 12 đến 15 phân, đừng ngắn quá. Đấy, đừng ngắn quá. Còn cái cây hom ấy thì các bác phải chọn, lựa chọn cái cây to, khỏe, sạch bệnh các bác trồng nhá. Thì nó mới đưa cho chúng ta được cái mầm khỏe, rễ khỏe và năng suất nó phải có được. Ok, bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký vào cái nút hình tròn của mình. Nếu mà thấy hay nữa thì các bạn có thể xem cái video bên trái hoặc là bên phải màn hình. Ok, Trấn Hỏa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.